Không phải chứ, mày chạy trên đường đua chậm lắm đấy, muốn xe đạp làm gì vậy? Xe đạp, như vậy dù có gặp mưa tôi có thể tránh không bị ướt quá nhiều. Vì lúc trước cậu ấy hỏi mình nói muốn xe đạp sao? Bạn học nhỏ, cậu biết không? Ít nói chuyện với tên ngốc này lại. Được lắm A-Q. Ha 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 mẹ nó. Tao tự hỏi sau này liệu anh tưởng có dám mở mồm gọi bạn học nhỏ nữa không? Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Lục Tây kêu, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lạc Hà. Ra ngoài nói chuyện. Đám Lạc Hà đúng là âm hồn không tan. Bọn họ sẽ đánh nhau sao? Không biết có bị thương không? Chắc cậu ấy sẽ có cách thôi nhỉ? Tan làm rồi, không biết bọn họ. Vãn. Cậu cũng độc ác quá đấy, vẫn còn biết ra ngoài. Tôi tưởng các cậu đi chỗ khác rồi nên không ra. Lục Tây kêu, mặt cậu bị thương rồi. Bên trong có băng cá nhân, tôi giúp cậu dán lại được không? Chu Vãn. Cậu giả vờ nghe lời cái gì? Người khác đều cảm thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Lục Tiêu Kiêu là người đầu tiên nhìn thấu mình. Xùy. Vòng qua. Lục Tây Kiêu. Này. Bằng cá nhân. Không phải cậu đang muốn dỗ tôi sao? Cậu dán cho tôi đi. Được rồi. Ừ, vậy đi thôi. Lục Tây kêu, lúc trước trong bệnh viện cậu trả tiền giúp tôi, có thể đợi đến cuối năm sẽ trả lại cho cậu, dựa theo lãi suất của ngân hàng, được không? Không vội. Cảm ơn, vậy tôi đi vào trước đây. Chu Vãn. Cho cậu. Sau khi bố mất, đây là người đầu tiên tặng mình gấu bông. Cảm ơn. Giống cậu.